cái đó về là cái bữa đó mình có cần đá nhỉ, mình biết nhỉ, trộn cái gì nhỉ, đó đá được đúng không? cái chân mùa đông á, có cái chân mùa đông với cái chỗ bao cái chỗ mà tiếp giáp cái tiếp giáp của hai hành khe qua dán á, cái đâu mà đổ cả đâu phải đổ hết cái chỗ mà nó chừa lại thế, đủ mẹ đổ hết chừa thế nó phát sản quan
nhau cái này, rồi đổ đây để lấy bu lông là được này, bằng này lấy bu lông này, cái này thấy không? Cái con như là cái nào? Không nhiều đâu, không biết chỗ này nè, bao ở hai cái đầu của cái đám này, vậy thôi, dày cũng bao nhiêu, dày cũng 12 cân rưỡi, cái này dày hơn nè, đồ mà tàu dày hơn, còn 10 con. Có con không có 4 nhiều nhân với 0125 chưa? Đấy. 2.2 nè, 2.2 là đúng mà thì chưa trừ rồi, 2 cái chưa bấm này ra là đúng. Còn 1 cái chết. Bây giờ mùa bây giờ mày coi tính cho hai khối luôn, chưa trừ cái hai cái kia giảm cái chỗ này. Bây giờ bây giờ tính cho hai khối luôn. À, hai khối như vậy là bây giờ nó nói là cứ 1 chia ca 3 đá. Thấy không? Cả ba đá. Thử ra xem là cái mình cần mua cái chi cao bao nhiêu. Để liên hệ nhóm team mua mang lên lô. Đi. Bây giờ hai khối là bằng tính. Hả? Bằng tính. Chỉ đá. Ừ, đá thôi. Ba thì là 20 lít. 19 lít. Còn 19 lít, còn 35 kg. Không, 19 này. 23 này. Để là khói luôn. Để là khói luôn, rồi. Đây là một bao này. Hả? Đấy. Một bao là 0.07. Hãy khói. Một bao, hoặc một bao của nó không biết. Thôi 25 chia cho 1.6 vậy. Vậy. Để tính là khối. Tính là khối tương ứng như tính một thằng tính ký, thằng tính khối rồi đi. 25 kg một không. Bây giờ lấy 1.9 nè. Lấy 2 có với lấy 2 nè. Chia cho à. 35 cái như vậy. Thì ủa vậy vậy. Tôi phải làm bao. Ủa. Vậy nè. Bây giờ lương đâu không biết. Bao á thì nè bây giờ 35 bao đúng không? Bây giờ tôi lấy 35 bao này mà một bao đó thì một bao nó là 2 bây giờ ở trên kia nhìn 2 không? Nó lấy cô gì nữa? Mang là nó bao rồi. Chị nghe chưa? Chị nghe chị anh.
À chưa, chưa gặp sếp em, mình sếp chưa về. Đi đâu ạ? Làm thử viên đi, cái còn hạn thôi, cái đấy thì cũng có hạn được. Để lâu lắm, kẹo này bạc hà mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ăn kẹo sợ cay à? Cái trong xôi cái làm cái cậu đi ấy làm khổ cái tấm buộc vào cái bàn đây đây rồi để không hết thì để lại khoảng 10 bao sau khi mình trở lên nó có nhưng mà cái đó là Bình Dương có mà Bình Dương đi mẹ thành phố mới Bình Dương đây đây rồi mình có ta có đó. Dạ. Dạ, hình như là ngay chỗ ngã tư thì có là thấy đợi chỗ Sika thì tiếp gì là muốn có bán không? Ngay đối diện với Trung Lý á. Đi bữa tôi thấy đi ngang qua thấy nó đợi chỗ Sika. Đi luôn có mà cái đợi chỗ Sika đi. Vậy cái vấn đề chưa biết để hàng mấy ngày chờ lấy. Chờ đợi. Thôi đi coi đang để thằng cùng còn nữa gì gặp mặt mẹ anh hết. Bây giờ nó thay lý thương hả? Mình nó mà đồ quá, nó to gì nó khác. Tao thấy người dân lấy công dụng tâm đen của mình nó chạy công quá lòng phong. Đi ai đi nhờ hết rồi. Thằng nào những người nào mới ra có gia đình mấy đôi đấy. Có người mê nó có một suất rồi.